Xin kính chào tất cả các bác. Video hôm nay để đối diện giới thiệu các bác một cái em máy xay mà đến từ Nhật Bản, cái thương hiệu Toshiba các bác nhé, Cooking Caster. Cái mã là CQ-20. Cối xay là cối xay thủy tinh, rất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bác. Đó, đây là cái phần chỗ để dây điện, rất là kín luôn đúng không ạ? Rất là kín đáo và gọn lại cho các bác. Chúng ta sẽ bỏ ra thôi để cắm vào đúng vào điện 100V luôn. Chúng ta sẽ xem thông số máy ở phía dưới này. Trước tiên chúng ta sẽ xem cái lưỡi xay nhấc lên. Ủa, lưỡi dao cực kỳ là sắc luôn. Chúng ta có thể xay thịt, xay giò, xay chả cá cũng ok luôn. Cái trục xay đây các bác, để Thanh Huyền quay rất là kỹ. Trục này là có hơi có vết nứt rồi các bác nhé. Nhựa này hơi nứt. Và em này thì sản xuất tại Nhật Bản luôn, không có made in China gì hết. Với thông số là 120W, sử dụng liên tục được 30 phút luôn. Để mà dùng em này thì rất là bền bỉ luôn. Chúng ta sẽ cắm điện vào để thao tác em nó luôn các bác nhé. Chúng ta chỉ việc ấn vào đây thôi. Có hai cái phần cứng này, nó sẽ ấn vào hai cái nút này để tiếp điện các bạn. Rồi, và cái em máy này thì có một cái vết nứt mà đội Thanh Huyền đã dán cái phần tem chú ý là lên. Vết nứt đây như thế này, chúng ta sẽ lật ngửa ra chúng ta sẽ nhìn thấy. Dán như thế này thì để cho các bác nhìn cái cảm quan là nó sẽ đẹp hơn là khi chúng ta để không như thế. Nhưng mà đội Thanh Huyền vì cái chữ tín của mình nên sẽ luôn quay video rất là rõ để nói rõ về tình hình cụ thể của cái em máy xay nó. Vâng, và với một cái em máy xay này thì đội Nhật Thanh Huyền đang để giá là chỉ với là 1.000.000 đồng, bảo hành 6 tháng, hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Và luôn là ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc nha các bác. Đó, và đây là một cái giá mà thanh lý bởi đội Nhật Thanh Huyền. Và bác nào mà ưng ý em nói rồi thì hãy liên hệ ngay với đội Nhật Thanh Huyền qua số điện thoại 0936 811346 hoặc 0901218555. Địa chỉ của shop bán hàng tại số 9 ngõ 114, đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hoan nghênh các bác liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc có thể đến trực tiếp để xem, kiểm tra, mua hàng. Video xin phép được dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của đội Nhật Thanh Huyền.